Alo em à. Ừ, xong hết chưa? Anh đến rồi này. Vâng, 5 phút nữa em xuống nhá. Chờ một tí. Ừ, nhanh nhá. Ô tô đỗ ở ngoài là không được đâu, đường đang đông lắm. Đúng 5 phút là em xuống, yên tâm. Ừ, 5 phút thì gì? Ừ, 5 phút là được rồi nhá. Nhưng mà nhớ 5 phút là xuống luôn đấy, không là xe buýt là mười mấy phút nó mới có một chuyến cơ. Nghe thấy nhá, 5 phút xuống không lại phải đợi đấy. Rồi, xuống luôn đấy. Thương quá. Selfie cái đã. Sao quả ánh sáng trông kinh ấy nhở? Sao nó tối tối nhở? Em ơi, chị ghi em đây mê. Nhanh nhẹ. Em ơi, đồ trang điểm các thứ đâu rồi? Đèn á, nó phải chiếu vào cái hướng này này. Em ơi, có khi lấy dầu trên tóc phết xuống cho mặt. Được chưa chị ơi? Rồi, ok. Chờ người nơi ơi, về đây mang theo dấu yêu, chờ che cho nhau những đêm lạnh lùng. Chờ người đâu thấy, người còn hoài xa cách xa, một mình trong đêm lắng nghe gió. Nghiệp không hả? Suốt ngày phải chờ á. chờ này, thấy chưa? Mày thấy mày ngáo chưa? Chờ cái gì đấy? Mày ngáo đến mức tao tát mày bên mày bay ngược bên còn lại cơ. Nói chung ấy, tao bảo này, chờ cái gì thì chờ. Đừng chờ vì thiếu 4G Viettel.